Xin chào các bạn. Hôm nay đại lý Toto Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn những cái nắp nhựa của Toto hiện tại đang lưu hành trên thị trường và dùng cho các sản phẩm hiện tại. Thằng Toto hiện tại thì nó có 3 cái nắp nhựa khác nhau là TC385VS, T600, TC600VS và TC393VS. Cái mẫu TC600VS là cái mẫu này mới ra mắt vào cuối năm 2018 gần đây. Cái nắp này thì tương đối là thiết kế rất là mỏng, nói chung là có nhiều tính năng ưu việt. Trong video clip này chúng tôi sẽ giới thiệu 3 cái nắp này, chúng ta tìm hiểu qua từng cái nắp để cho hiểu được cái sự khác nhau giữa cái nắp này để chúng ta chọn cho những cái bồn cầu chúng ta nó phù hợp. Tôi giới thiệu qua cái vấn đề là cái nắp này dùng cho bồn cầu nào được thì tôi xin giới thiệu một cái chung chung là bồn cầu này, ba cái nắp này á, nó gần như kết hợp với hầu hết các bồn cầu của Toto, trừ những cái bồn cầu này không lắp được ba cái nắp này, tôi sẽ loại trừ ra ha. Quý khách sẽ khi mà cần thay thế cái nắp bồn cầu nó sẽ dễ dàng hơn. Thứ nhất là CS660 thì trên bồn cầu này nó sẽ có cái mã là C660 là không sử dụng được ba cái nắp này. Thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái nắp mà cái cầu không sử dụng cái nắp này, nói chung là rất ít. Đây. Đó là CS761. Trên cái thân bồn cầu của cái nắp này là có cái mã là C761. Quý khách lưu ý là chúng ta muốn thay thế cái nắp này, chúng ta cứ xem mà trên cái bồn cầu có những cái mã này là không dùng được những cái ba cái nắp tôi đang sắp giới thiệu. Và tôi xem tiếp nữa. À đây còn một cái mẫu nữa là MS366. Trên thân cầu, trên két thùng nước nó sẽ có cái mã là C366, là không sử dụng cái nắp này được, ba cái nắp này. Rồi đã kết thúc là không còn cái sản phẩm nào không sử dụng. Vậy là chúng ta điểm qua là nó có hai cái bồn cầu một khối, hai khối và một cái bồn cầu là một khối không sử dụng cái nắp này. Không sử dụng ba cái nắp này thì chúng ta có những cái nắp khác và nắp đặc biệt nó tương đối là không có thông dụng so với những bồn cầu kia. Lý do là cái hình dáng của nó không phải là hình dáng thân dài, không có hình dáng thân dài nên lắp nó sẽ không có vừa vặn được cái sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ qua từng cái sản phẩm này. Đầu tiên là TC385VS. Cái này trên bồn cầu nó khi nó kết hợp với thân cầu và két nước thì nó thường có cái mã là T3. Quý khách ví dụ như là thấy là CS320T3 là ví dụ nó đang sử dụng TC385VS ha. Cái nắp này thì nó cũng đặc tính là nó thường kết hợp với những bồn cầu hai khối, rất ít kết hợp với bồn cầu một khối, tùy sở thích của khách hàng thôi. Cái này thường là giá nó thành rẻ nhất. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra để chúng ta tìm hiểu cái 385 này nó hình dáng như thế nào. 385 thì giá thành là nó rẻ hơn những cái dòng kia. Quý khách lưu ý là cái phụ kiện này là tôi thấy có nhiều khách hàng cứ nói là nó bị thiếu, bị mất, thì quý khách lưu ý là nó có dán trên cái thùng nên nhiều lúc mở ra thì nó hay có trường hợp là bị làm rớt mất. Và lưu ý lúc mà lắp đặt chúng ta chú ý kỹ. Rồi. Trong cái sản phẩm thì nó có một cái tờ hướng dẫn kỹ thuật. Đây. Chúng ta xem qua cái nắp đây. Kích thước của cái nắp. Tổng quan trong lòng rồi kích thước tổng chiều dài của nó khoảng 473 cộng cả cái bát thì 495. Trong lòng của nó là 312. Bề ngang của nó là 203, trong lòng và ngoài là 386. Chúng ta có thể dựa vào kích thước này chúng ta sẽ xem qua là nó có phù hợp với cái cầu không. Sản phẩm này thì được sản xuất tại Việt Nam. Đây. Sản phẩm thì nó đều có phiếu bảo hành và bảo hành được 2 năm. Có cái bảng sản phẩm ở trên đây. Tôi sẽ giới thiệu nhanh qua nên các bạn muốn xem lại thì có gì tua lại cái video clip để xem ha. Tại vì giới thiệu ba cái nắp thì nó tương đối nó dài. Cái nắp này đều chú ý là tất cả nắp Toto đều là nắp đóng êm các bạn.
quay qua cái nắp. Cái đặc điểm thường là cái nắp này thì nó là mình hay gọi là nắp mỏng, vì nó có cái độ dày là nó không có đặt ở phía trong đây. Nó cảm giác nhiều lúc nó không có cứng cáp như những cái dòng nắp khác. Sau này tôi sẽ giới thiệu tiếp đây. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu qua kia tiếp cái nắp là nắp TC600VS. Nắp này rất là được chờ đợi vào năm 2018 này. Ra đã giờ hàng đã giới thiệu rất là nhiều nhưng mà giờ mới cho ra mắt. Đồng thời nó ra mắt cùng với những cái dòng buồng cầu mới như là 889, 887 hay là 767, 769. Thì những cái dòng nắp này tôi cầm ở đây thì nó trọng lượng nó tương đối nặng. Nó nặng hơn cái nắp này khá nhiều. Cái nắp này là nó nặng là do là cái trọng lượng nhiều của nó dài hơn. Đây cái phụ kiện của nó. Cái này lưu ý là nó bắt cái bát rời chứ không có bắt cái bát trên cầu, nên nó sẽ có một cái số lợi ích tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết cái đặc điểm của cái nắp này. Trong cái sản phẩm này thì nó cũng có cái giấy hướng dẫn, tôi sẽ nói qua cái kích thước ha. Tổng cái chiều dài của nó là cả bát là 448, còn nắp không là 470. Khoảng cách giữa con hai con vít này là 140, nên quý khách lưu ý nếu mà muốn thay những cái hạng buồng cầu khác thì phải đo cái tâm thoáng là 140 là chúng ta lắp đặt được. Chiều trong cái lồng nắp này là 295, bề ngang là 198. Cái nắp này được sản xuất tại Việt Nam, chất liệu là nhựa. Nhìn qua đây nó cũng có cái cách lắp đặt, nó cũng lắp đặt rất đơn giản. Ngoài ra còn có phiếu bảo hành ha. Phiếu bảo hành này là bảo hành 2 năm. Cái bản sản phẩm là TC600VS. Giờ chúng ta tìm hiểu cái nắp này. Cái nắp này á, các bạn mở ra thấy cứ tưởng tượng nó giống như không có đóng êm đúng không ạ? Dường như này. Tại vì do kết cấu của nó tương đối là đặc biệt hơn so với những dòng buồng cầu trước. Đây, do là nó tại sao nó không đóng êm? Do là nó chưa có cái kết nối cái bát này nè, nó có hai cái chân bao vào đây. Nếu mà muốn xem thêm cái nắp này, quý khách có thể xem tôi những cái video clip mà chúng tôi có lắp trên buồng cầu á, trong cái kênh YouTube của chúng tôi á, thể xem được sản phẩm này nó hoạt động như nào. Bởi vì đây thì nếu chúng ta không có cái chốt này nên nó sẽ cái trạng thái giống như không đóng êm, nhưng không an tâm nha, cái nắp này là nó vẫn đóng êm bình thường. Về cái nắp thì bạn thấy nó có kết cấu là nó tạo thành hai lớp đây. Nó tạo hai lớp. Nó có một ưu điểm mà tôi thấy là cái thiết kế ở đây nè. Thiết kế ở đây là nó không có bằng. Nó thiết kế không bằng, chúng ta có thể bỏ tay vào đây, mở cái nắp lên xuống được. Rất là dễ dàng, nó không có vướng cảm thấy khó khăn. Rồi. Cái nắp này thì nó có cái chốt này rút ra được. Nó tương đối tiện dụng cho chúng ta. Rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu qua cái nắp tiếp theo luôn. Là nắp TC393VS ha. Cái nắp này thì tương đối là thông dụng từ trước đến nay đối với những cái buồng cầu mà một khối, gần như buồng cầu một khối thì sẽ sử dụng cái nắp này. Và có cái mã sản phẩm là cái đuôi trên cái buồng cầu là T2. Nắp này thì thường có cái chúng ta hay gọi là nắp dày, vì nó dày và nặng, thực ra nặng hơn cả cái nắp hồi nãy rất là nhiều. Trong sản phẩm thì nó cũng có phiếu bảo hành đây, TC393VS bảo hành 2 năm. Chúng ta cũng sẽ xem qua cái kích thước của nó. Cái nắp này thì nó có chiều dài là 473, chiều dài ở trong lòng nắp là 297, bề ngang là 201, bề ngang phía ngoài là 361. Đây cũng có hướng dẫn lắp đặt, nói chung là cái này lắp đặt nắp thì chỉ cần một cái tua vít là có thể bạn lắp đặt được nắp rồi ha, không có khó lắm đâu, nên chúng ta dễ dàng thay thế.
bên vai nắp thì tôi còn thấy có cái bát này thì nó sẽ hơi khác với hai cái bát của hai dòng kia. Mỗi cái nắp thì nó có kích cỡ bát khác nhau. Lưu ý là ví dụ như chúng nhà chúng ta mua có nhiều cái nắp khác nhau, đừng để lẫn lộn cái phụ kiện này lắp không được đâu. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái nắp này ha. Cái nắp này thì nó cũng có cái cách thiết kế là hai lớp ha. Nhìn lúc nhìn trong hình nhiều lúc chúng ta cảm thấy không đẹp, nhưng mà ngoài nó sẽ rất là đẹp. Nó cũng thiết kế rất là hay. Chúng ta bỏ tay vô đây chúng ta thể mở lên và xuống rất là tiện. Nắp này cũng là nắp đóng êm các bạn. Nắp này rất là dày luôn. Đây độ đây là nó đặt một lớp nhựa và cái lớp này cũng thế. Nó hoàn toàn gần như đặt. Nên chúng ta ngồi nó cảm thấy nó rất là cứng cáp. Hoặc là xin lỗi là nhiều lúc khách hàng mà có trọng lượng lớn ngồi cái nắp này nó cảm thấy không có bị ọp ẹp như là những cái nắp T3 là TC385VS. Nói chung là cái vùng cầu nào hồi nãy tôi cũng lưu ý là trường chỉ có 3 cái mẫu là không lắp được thôi, gần như mẫu nào lắp được. Nắp này tôi cũng rất ưng ý nắp này, nhưng mà sau này nó ra cái nắp T6 thì tôi thấy tương đối đẹp. Nói chung là tùy sở thích của khách hàng thôi. Ba cái sản phẩm này á thì đều được cung cấp ở đại lý chúng tôi. Nếu mà tại khu thành phố Hồ Chí Minh á thì gần như cái nắp này chúng tôi sẽ giao hàng trong ngày. Còn những cái khu vực khác thì có thể tùy cái thời gian cụ thể có thể liên lạc cho chúng tôi. Cần đặt hàng thì có thể liên lạc số điện thoại dưới cùng video clip. Còn muốn thêm xem thêm chi tiết của từng sản phẩm, nó sẽ có đường link ở TDM ở dưới phần video clip, và quý khách có thể click vào cái đường link đó để xem cái giá của sản phẩm này. Bởi vì do giá nó sẽ thay đổi tùy thời gian nên chúng tôi không có công bố qua. Quý khách có thể xem và đặt hàng trên đó hoặc là liên hệ qua điện thoại để đặt hàng. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại.